Xin chào các bạn nha. Hôm nay giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái phần mềm Loverboard với cái máy in nhiệt N16II này để các bạn in cái hóa đơn bán hàng nha. Thì cái máy in này là máy in nhiệt, không có sử dụng mực nha các bạn. Các bạn cũng không cần phải bơm mực nha. Thì máy in này cũng là cái máy in không dây luôn. Các bạn chỉ cần gắm điện vào như mình ở đây nè, không cần gắm dây gì nữa cả. Cái máy in này sẽ kết nối với cái wifi ở nhà của các bạn để các bạn in qua điện thoại hoặc là laptop nha. Thì ở bên mình nó có bạn có hỗ trợ các bạn là những bạn nào mua máy bên mình á là sẽ cài đặt sẵn cho các bạn chỉ cần về các bạn cắm điện vào và các bạn in thôi nha. Thì các bạn nào muốn cài đặt đó thì các bạn liên hệ với bên mình nha. Thì cái đường link để mua máy in đó thì mình sẽ để bên dưới phần miêu tả. Các bạn xuống dưới phần miêu tả các bạn lấy cái link của Shopee hoặc Lazada để các bạn mua hàng được giao hàng tới tận nhà luôn nha. Ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về cái máy in này và hướng dẫn các bạn kết nối cái máy in này với cái wifi ở nhà của các bạn nha. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái máy ra nha. Thì ở trong máy á, nó đi kèm á, là một cọng cáp USB nè để kết nối máy tính với cái máy in nè các bạn, và một cái máy nè, máy in X-Printer nè đây, và cọng cáp sạc, cáp để các bạn cắp nguồn đó các bạn. Rồi bây giờ các bạn lấy máy ra nè, các bạn cắm nguồn vào nha. Rồi bây giờ thì để mở khay giấy ra các bạn, ở bên đây nó có cái cần gạt nè, các bạn bấm gạt xuống là nó sẽ mở khay giấy ra nha. Thì các bạn lấy một cái cuộn giấy ha, các bạn bỏ vào. Thì cái máy in này nó sử dụng giấy khổ K80 nha các bạn. Đó, các bạn để cùng chiều như thế này ha, rồi các bạn đóng lại. Còn cái cọng cáp USB á, thì cái đầu dẹp nè, các bạn gắn vô trong cái máy tính của các bạn ha, hoặc là laptop á. Còn cái đầu vuông vuông tròn tròn này nè, các bạn gắm vô cái main. Đây các bạn gắm như vậy ha. Rồi thì mình có cái cọng dây mình đã gắm sẵn rồi. Bây giờ mình sẽ lấy cái cọng dây này mình gắn luôn. Đó, thì để kết nối wifi thì các bạn buộc phải kết nối với cái máy tính thì các bạn mới cài đặt cái wifi cho cái máy in này nó kết nối với wifi được nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển qua bên cái máy tính để mình hướng dẫn các bạn cài đặt cái máy in này nha. Ok, thì bây giờ các bạn xuống dưới phần mô tả, các bạn tải cái phần mềm này về nha. Mình để cái đường link ở bên dưới phần miêu tả. Sau khi tải về các bạn được file nén như thế này ha. Các bạn clip phải vào nè, các bạn chọn Exact Here để các bạn giải nén ra nha. Rồi các bạn clip vào. Rồi bây giờ các bạn chạy cái file này lên nè, Green Test nè, các bạn mở cái file này lên ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ bấm Green để các bạn in thử coi cái máy in của các bạn nó đã kết nối thành công với máy tính chưa nha. Nó thành công thì nó sẽ in một miếng giấy ra. Này các bạn để ý nè. Đó. Đó. Rồi nó báo đây là Send Data Success nè các bạn. Đó, USB thành công nè. Rồi bây giờ mình sẽ vào Advanced ha. Mình vào Setnet nè. Rồi ở đây á, các bạn lưu ý giúp mình nè. Cái wifi á, các bạn vào trong cái điện thoại các bạn xem cái wifi của mình, cái wifi mình đang sử dụng nè. Muốn in được á, là điện thoại mình kết nối wifi, máy in kết nối wifi, hai cái sử dụng một wifi mới có thể in được nha các bạn. Rồi các bạn vào cái wifi, ở ví dụ ở đây là mình cái Johnny Trần nè. Rồi mình vào chữ Y nè, mình sẽ thấy được cái địa chỉ IP nè các bạn, cái subnet nè, và cái default gateway nè. Ở trên này là các bạn thấy không, IP nè, IP address nè, netmask nè, default gateway nè, nó tương ứng ở trên cái phần mềm của chúng ta nha. Thì bây giờ chúng ta xem ở đây nha. Thì cái địa chỉ IP nè, 192.168.1 nè các bạn, từ cái khúc .1 nè trở về trước các bạn điền y chang nha. Đó, mình ví dụ đây 192.168 nè, giống nè, ở đây 123 mình đổi là số 1 ha. Thì ở chỗ số 1 này á, tùy theo cái mạng nha các bạn có mạng là .0, .1, .2, .3, bắt buộc các bạn phải xem để các bạn mới biết được nha. Rồi, ok, thì bây giờ ở đằng sau này á, thì các bạn sửa lại giúp mình là 250 hoặc là 252, 251, 249. Thì thường những cái địa chỉ IP này á, nó rất ít có cái thiết bị sử dụng, tại vì nó nằm gần cuối rồi. Đó, rồi còn ở dưới đây các bạn, dưới đây là cái default gateway nè, cái netmask này các bạn giữ nguyên nha. Các bạn cũng xem ở đây luôn nè các bạn, mặt nạ mạng nè, 255, 255, 255.
các bạn đánh y chang luôn, hai dòng cuối các bạn giống đánh y chang luôn nha. Đây, chấm 1 các bạn đánh y chang luôn. Rồi. Bây giờ các bạn xuống dưới phần Wi-Fi Router nè. Chỗ Wi-Fi Router này SSID á là cái tên Wi-Fi nha các bạn. Đây cái tên Wi-Fi nè, các bạn vui lòng đánh cho nó chính xác luôn nha các bạn, dứt hoa dứt thường khoảng cách luôn nha. Rồi ok, của mình đây là Johnny Trần nè. Rồi, xuống đây là Wi-Fi cây nè. Rồi các bạn nhập cái mật khẩu vào. Các bạn nhập chính xác nha. Rồi, ở cái mã hóa nè. Rồi, ở cái mã hóa này á thì các bạn chọn ở để nguyên cũng được. Nếu mà các bạn để nguyên á, nó cấu hình xong nó không chạy á, các bạn có thể chọn xuống cái chỗ BA2 nè, Keep AS nè, BS gì nè. Đó, cái chỗ này nè các bạn, đấy. Rồi, bây giờ các bạn sẽ bấm Setting On nè. Nó sẽ cấu hình cho cái máy in nha. Các bạn để ý nó sẽ tiếp nè. Đó. Các bạn chờ xíu, nó sẽ cấu hình xong một xíu. Đó, đèn đỏ nó tắt là nó cấu hình xong nha. Chờ thêm xíu nữa, sau đó mình sẽ tắt cái máy in và mình mở lên lại nha. Để mình hướng dẫn các bạn bấm in test luôn nha. Ra cái tờ in test nó sẽ có tất cả các thông tin mà nãy giờ các bạn cấu hình. Ok, bây giờ bên hông là các bạn, nó sẽ có một cái bên hông nè. Bây giờ mình rút cái cáp USB ra đi. Rồi, bên hông là có nút tắt nè, các bạn bấm tắt đi. Rồi, các bạn bấm giữ nút fit nè, bấm và giữ nha. Rồi, mở nguồn lên. Cái đèn đỏ đây nó chớp, cái nó tắt, các bạn buông ra. Rồi, buông ra. Cái máy này thì nó tự động cắt giấy luôn nha các bạn. Đây. Cái thông tin mình cấu hình nè, địa chỉ IP nè, 192.168.1.250. Cái địa chỉ này các bạn sẽ nhập vô trong cái phần mềm để các bạn in nha. Đây, Netmask Gateway. Và cái tên Wi-Fi nè, và cái password Wi-Fi nó sẽ giấu nè. Ok các bạn, thì sau khi mà các bạn đã kết nối cái máy in này với Wi-Fi ở nhà của bạn rồi á, thì bây giờ các bạn sẽ mở cái phần mềm Loverbot lên để các bạn nhập cái địa chỉ IP vào để các bạn in nha. Thì những bạn nào mà nhờ bên shop mình á cài đặt cái Wi-Fi á, thì shop mình sẽ để cái tờ giấy in test này nó nằm ở trong cái máy nha. Thì các bạn mở cái máy ra, các bạn lấy, bạn xem cái địa chỉ IP chỗ này ha, 192.168.1.253 nè. Tùy theo cái địa chỉ IP mỗi người khác nhau cho các bạn xem ở đây, các bạn nhập vào nha. Thì những bạn nào mà không có tờ giấy đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn in cái tờ giấy đó ra nha. Thì các bạn tắt cái máy nè, máy đang mở nè. Rồi một tay các bạn bấm giữ nút fit nè, bấm và giữ nha các bạn. Rồi một tay các bạn bấm bật nguồn lên nè. Rồi các bạn để ý đèn đây nè, đèn đỏ nó chớp, nó tắt một cái là các bạn buông nút fit ra nha. Đó, nó sẽ in ra cái tờ giấy in test nè. Đây là khổ giấy K80 nha các bạn, máy này có thể cắt giấy tự động luôn nè. Đó, cái địa chỉ IP nè các bạn thấy không, đó. Rồi bây giờ các bạn sẽ dùng cái địa chỉ IP đó để các bạn nhập vào cái phần mềm Loverbot để các bạn in cái hóa đơn bán hàng nha. Rồi, bây giờ các bạn vào chỗ ba gạch nè, các bạn vào cài đặt nè, máy in nè, rồi cộng thêm máy in nè, tên. Rồi, chọn máy in nha các bạn kéo xuống dưới, các bạn chọn model khác nè, internet nè, có máy in mạng nha, nhập cái địa chỉ IP vô. Cái địa chỉ IP ở trong cái tờ giấy nãy các bạn. Rồi khổ giấy 80. Rồi in hóa đơn. In tự động luôn. Bấm in kiểm tra. Đó, đây. Rồi bây giờ mình lưu lại nè, mình ra mình in thử cái hóa đơn nào đó nha. Đó, các bạn thấy không? In cái nữa nè. Đây, nó cắt giấy tự động luôn nha các bạn. Đây là cái hóa đơn nó vừa in ra nè. Đó, ok. Ok, thì những bạn nào mà muốn mua cái in này á, thì các bạn xuống dưới phần mô tả nha. Mình sẽ để đường link của Shopee hoặc Lazada đến dưới phần mô tả để các bạn mua hàng được giao hàng đến tận nhà luôn nha. Ok, mình cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để lại một like, một subscribe để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn.